Tối qua, một cơ sở có hành vi bơm tạp chất vào tôm tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang. Hành vi bơm tẩm tạp chất vào tôm không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Các đối tượng đã khai nhận bơm tạp chất vào tôm là để tăng trọng lượng, đồng thời khiến cho những con tôm đã ươn chết trở nên căng bóng và đẹp hơn. Ước tính là mỗi con tôm sau khi bơm tạp chất sẽ tăng trọng lượng từ 10 cho đến 15%. Vì thế mà hành vi này làm cho chủ hàng có thể gia tăng đáng kể khoản tiền lãi cho mình. Theo tài liệu trinh sát, cơ sở sơ chế này hoạt động chui đã nhiều tháng nay, trung bình mỗi tháng cung cấp cả tấn tôm bơm tạp chất ra thị trường.